Diễn. Diễn ơi. Phụ em, phụ em. Dạ. Phụ em, phụ em. Vẫn vậy. Chuyện này ông nhả tới công chuyện với em bữa giờ ổng hả làm lừng rồi chị. Nó làm sao? Bữa giờ ổng cho em hơi bị nhiều luôn. Ổng về nhá, em chưa kịp làm gì, em chưa kịp trở tay chưa nhá, là ổng làm em tới tấp mọi người. Chuyện phụ em một clip cho nha. Đây là Chiến mọi người, đây là kênh gia đình Kuro Family nha mọi người. Mọi người có rảnh qua bển đăng ký phụ Kuro Family nha mọi người. Thì hello, chào mọi người đã đến với kênh Naha Vlog nha mọi người. Hello thì, mọi người nha. Bây giờ trễ rồi mọi người. Anh Tấn với ông Nhã đang ở ngoài trước dọn nhậu mọi người, chuẩn bị nhậu. Mình thì mình nãy giờ mình đi tắm mình mới xuống, mình suy nghĩ được cái màn cho này hay lắm mọi người. Hôm qua nó mới cho anh chị luôn. Ủa vậy hả? Hôm qua nó ngồi đây nó liêu liêu tao nè. Hôm qua ba với chồng chị ngồi cho anh chị cái nó ngồi đây nó liêu liêu nó nháy. Trời ơi, một lát ha, chị đánh ông tới tóc cho em. Rồi rồi. Mày xong rồi. Chị đánh tới tóc. Chiến này nghe là mình cho anh Tấn rồi cho anh chồng mình luôn mọi người. Thì bây giờ để mình ra ngoài mình lén lén mình đặt cái cốc quay cái nha mọi người. Ok. Hôm qua nó mới nhái mình đó mọi người, nó mới liêu liêu mình đó. Bữa nay mình sẽ chơi cho nó bầm dập luôn nha mọi người. Đúng rồi. Ok. Đặt được cốc quay nha mọi người. Đang ở ngoài chọn đồ, giờ thì vô nha. Bộ đồ này chị mặc giống em mà em không thích rồi đó chị. Chị mua cái chỗ nào mà chị coi bì cục quá à. Chị mặc bộ đồ này giống em mà chị cũng mặc được đó. Ủa mày mắc cười quá à. Đồ á thì ở ngoài chợ người ta bán kiểu giống nhau thì tao mặc chứ có gì đâu mà mắc mớ. Nhưng mà em có rồi, sao chị mua giống em được. Nhưng mà tao thích. Trời ơi. Chị như vậy không được. Vậy nhiều khi người ta nói em lấy đồ của chị em mặc rồi sao chị em thấy xích mít thôi. Ủa rồi tao nói mày lấy đồ, rồi tao nói tao lấy đồ mày mặc sao. Chị không có được em quá à. Em thấy chị bây giờ chị bỏ bộ đồ này mặc, chị xé bộ đồ này đi. Ủa vậy? Vậy sao đồ mày không xé đi? Em tại chị mặc sao em thì chị mua sao em bây giờ chị mới xé bộ đồ của chị chứ không có xé bộ đồ của em được. Có chưa? Nghĩ sao không có đâu. Được rồi em nói là chị xé bộ đồ này đi chị đừng có vậy mà. Mày nghĩ sao vậy? Em thấy chị quá đáng rồi. Mày quá đáng rồi. Mày em thấy chị quá đáng rồi. Chị làm gì vậy? Mày đi. Bay ơi ông cố ơi, ông cố trời ơi. Ơ trộn quá trời làm
tĩnh lại. Em mình thấy ông nói chuyện xếp rồi, chị đồng hồ. Em ghi lộn rồi, nãy giờ. Anh không? Chị em nhà khủng gì vậy? Chị nãy giờ nói chuyện bình thường không nghe vậy trời. Sao mà nghe được, anh coi chị anh sai không? Ai sai đúng rồi, hỏi không? Chị em trong nhà. Chị xé bộ đồ của tao mềm mềm rồi đó, có sai gì? Chị xé bộ đồ của chị mới đúng. Hỏi ra. Cái gì vậy trời? Chị lớn hơn mình rồi, xô đẩy rồi dơ vào đó, đó ai? Đó cái gì? Em không có đá rồi nha, em xô con bóp đi rồi nha. Xô đẩy chơi gì mà không xô? Em thấy nè, nãy giờ anh là người đó dịnh em lại là em đau. Đau nó vậy muốn lên đầu anh không á. Muốn lên đầu anh nào? Đâu nào? Thôi chị thấy luôn. Anh thấy sao? Nhưng mà anh thấy chị sai không? Sai đúng thì quan trọng không? Bây giờ đi em trong nhà nhịn nhau một tiếng đi. Không có giận đó. Trời ơi trời. Em khùng cái gì vậy trời? Muốn cái đó không? Anh làm gì vậy? Anh hỏi làm gì vậy? Anh hỏi làm gì vậy? Làm sao vậy? Em bình tĩnh đây coi em. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Bây giờ bình tĩnh đây dùng một cái hỏi chuyện cho nó đàng hoàng, nó làm gì mà sắn lên sắn hoài trời. Nói đi. Anh mệt thiệt luôn á. Anh làm gì mệt? Chuẩn bị ăn uống rồi cũng ghi lộn cho bằng được. Nghĩ con ha. Em lại còn kỳ rồi đó. Em không có thầy. Rồi chị hỏi gì lớn rồi. Lớn rồi hỏi chấm chấm nó chia chạy. Bây giờ anh nói em nghe là bây giờ bộ đồ chung thì hai chị em bạn cặp thì đẹp chứ có gì đâu. Không có đẹp. Em nhận là ai xé, không phải xé luôn. Đó thấy không, thấy không. Bây giờ lấy cái kia bị không chứ không có. Cái gì vậy trời? Mày thấy không? Mày thấy không? Cái gì? Em thấy chị đen khùng nữa. Khùng gì? Cái gì vậy? Kêu tao xé bộ đồ. Mày nghĩ sao kêu tao xé bộ đồ? Em mới khùng á. Em đang chỉ khùng. Nghĩ sao em kêu chị xé bộ đồ? Mà đúng mà. Đồ không bận thì thôi. Thôi tao xé bộ đồ mày xé bộ đồ. Chị em mới bị gì chạy tự nhiên. Em đánh giùm cái coi. Anh đánh rồi á. Chiến cái miệng đó giờ. Không gì nó can rồi, tôi quýnh chúng nó rồi. Thấy không? Tôi quýnh bỏ hoài á. Chị em không bị gì chạy. Chứ anh nghĩ cho bộ đồ mua trăm mấy cái kiểu xé. Đó. Xé quá đi, mua đồ khác. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Trời ơi. Đúng rồi đó. Để anh giải quyết đi. Mình đi vô phòng nè. Lớn em nhỏ là nó hoài. Không, đó là hai em nhỏ. Nó kêu tôi xé bộ đồ hả? Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Con quỷ nó heo nó cắn cái. Anh thấy không? Anh thấy chị em không nói dài dài vô tới chồng anh thấy. Chị giữ con bót không thấy em đâu. Chị mới kêu bằng con quỷ. Chị giữ con chó con bót. Em ngộ cái tính tình em vô cái dài kỳ vậy. Bận đồ thấy... giống thì chị em bận chung với nhau đẹp vui chứ có gì đâu mà đi. Không. Không là không có gì mà không. Anh thấy vui em, thấy vui đâu. Coi cái đầu anh u ngoài đây không vậy? Nhờ ơi. Làm gì u? Nó ai quýnh trúng cái đầu ai biết nữa. Mày khỏi nhớ rồi. Nó đang nè nè. Mày nhìn thấy chưa? Mày nhìn thấy chưa? Mày nhìn thấy chưa? Cái gì vậy trời? Mới đúng luôn mà mày nhảy ra ngoài. Cái gì? Mày điên luôn. Mày đâu biết không? Cái gì? Hả? Đi ra đây luôn. Em đi chị từ cái gì? Chị đi. Bỏ
Ông mười mười mấy giờ rồi. Vừa đó mọi người ơi. Vừa sao cũng ai u đậu thiệt, cái nãy ai đánh u đậu. Ôi cục sao có đậu nè. Hình như em không, em đâu có đánh u đậu rồi đó. Có sao không? Quýnh như vậy. Quýnh như đạn. Ngày đó quýnh lộn hay gì? Ừ, ai mượn? Chị em trong nhà để quýnh lộn. Nó trời hẹ em đó. Em ho. Không có liên quan cho tôi bị đánh. Vui quá, vui luôn hai chị em. Quan cho tôi bị đánh luôn. Vừa đó bữa anh cho anh em thì bữa nay em cho anh lệ thôi, không có quà. Tính ra em cho anh hay là anh cho anh em gì, anh với anh Tướng bị đánh vậy? Không có hết tào lao. Hôm qua chí với nó chỉ trả thù, hôm qua anh cừ chí ghê. Em biết mà hôm qua mày liêu liêu không tao? Đó. Ba em cho anh ta với chồng ta cho anh ta bắt mới mà mày liêu liêu quá. Ừ. Ai chơi ai cuối cùng thì cũng bầm mình nè. À. Ừ. Cuối cùng rồi nãy ai quýnh vô cái đầu anh u cục rồi nè. Ai mà biết, anh tự anh quýnh á. Em không quýnh thiệt. Cái gì đâu mà quýnh túi bụi tinh banh chân không biết đường né luôn á. Mọi người ơi, quá đã mọi người ơi. Đã cái đầu em chứ đã. Nó trời hại em đó. Quả báo vậy tới sớm. Nó hồn hồn cừ lố cái phổi ngoài luôn nè. Cừ lố quá ha, ho luôn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip cho của hai chị em mình nha. Lắm, thì mọi người thấy clip này hay vui. Giật mình cho em đứng chị em gây lộn. Thôi im luôn. Hai chị em gây lộn thì hai chị em thấy mình thanh em mình ăn. Không á. Anh muốn bị quýnh không? Nhốt ra trong đây được không? Trời giờ chị giờ em đi nổi không? Giờ chị giờ em đi coi. Giúp em đi coi. Cảm ơn người đi nè. Tướng cùng nhái, thôi bây giờ mình sẽ tắt máy quay để mình ghé ăn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Mọi người thấy clip này hay vui để lại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye.